Hoàng Gia Lai là ông Lý Tý Hùn. Như vậy là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và câu lạc bộ Viettel đã được diễn ra. Trong hiệp Kelly chính là tân binh của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Trong lượt trận mở màn thì Kelly đã thi đấu rất hay. Hồng Duy đã ở vào thế việt vị trong pha bóng vừa rồi. Ngày hôm nay Trương Ngọc Quang sẽ gặp lại đội bóng cũ, đội bóng mà anh đã từng được cho mượn ở mùa giải năm 2018. Cơ hội cho câu lạc bộ Viettel dứt điểm, không vào. Pha dứt điểm của Hoàng Đức. Cơ hội rõ ràng nhất từ đầu trận. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã rất tiếc nuối với pha dứt điểm vừa rồi của cầu thủ mặc áo số 28 bên phía câu lạc bộ Viettel. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tình huống sai lầm bên hàng phòng ngự câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, và Hoàng Đức đã có một pha dứt điểm rất nhanh. Đáng tiếc là pha dứt điểm của cầu thủ mặc số áo số 28 lại đưa bóng đi ra ngoài, một đường phát bóng bất cẩn của Văn Trường. Bruno Koha. Bóng vẫn thuộc về câu lạc bộ Viettel. Pha dứt điểm của Bruno Koha. Liên tiếp là những pha tấn công của đội chủ nhà. Ít phút vừa qua thì đội báo đỏ đã có được những pha dứt điểm rất đáng chú ý. Tất cả đều từ những tình huống sai lầm bên hàng phòng ngự câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Đội bóng này lại sở hữu hàng công rất ấn tượng. Họ ghi được nhiều bàn thứ hai chỉ sau câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã ghi được tới 45 bàn. Đây là cơ hội. Pha dứt điểm của Nguyễn Phong Hồng Duy. Mùa giải năm 2019 thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai ghi nhiều bàn hơn cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh. Những đội bóng đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên hàng thủ của họ lại thi đấu khá thất vọng. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Bruno ngày hôm nay bị chăm sóc rất kỹ và nó khiến cho khoảng trống của cầu thủ mặc áo số 7 là không nhiều để có thể áp sát khung thành của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Văn Toàn chơi vào quá dứt điểm vào, rất bất ngờ. Một pha dứt điểm rất căng của chơi vào quá. Nhưng trước đó phải kể đến đường truyền của Văn Toàn. 1-0 cho Hoàng Gia Lai ở phút thi đấu thứ 38. Một pha dứt điểm rất căng của Trevor Watt khiến cho Nguyên Mạnh không kịp đổ người. Đội khách đã có được bàn thắng vừa lên dẫn trước trong một thế trận khá bê tắc. Chúng ta hãy cùng xem lại pha dứt điểm của cầu thủ số 10. Một pha dứt điểm vào góc hẹp. Pha dứt điểm rất căng và chính xác của cầu thủ mặc áo số 10 bên phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Rất khó để cho Nguyên Mạnh có thể đổ người và cản phá cho Hoàng Gia Lai. Xin lỗi quý vị khán giả, họ cản phá cho câu lạc bộ Viettel trong pha bóng này. 1-0 cho Hoàng Gia Lai. Và đây sẽ là một quả đá phạt trực tiếp và mang về những sự hy vọng cho các cổ động viên của Hoàng Gia Lai. Vũ Văn Thành. Một pha dứt điểm của Vũ Văn Thành rất đẹp mắt. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì Nguyên Mạnh đã cho thấy được giá trị của mình. Liên tiếp là những pha dứt điểm của Hoàng Gia Lai. Trận đấu đã diễn ra rất hay. Quá hay trong pha dứt điểm của Vũ Văn Thành và cực kỳ ấn tượng với pha đổ người và cản phá của Nguyên Mạnh. Hãy cùng xem lại pha bóng có thể coi là rất đẳng cấp này. Những pha cản phá bằng đầu ngón tay của Nguyên Mạnh, bóng đã chạm cột dọc. Cơ hội Hồng Duy.
xử lý rất hay. Vẫn là số 7. Dứt điểm. Vào! 2-0 Triệu Việt Hưng. Hoàng Gia Lai đã có được bàn thắng thứ hai. Sau liên tiếp những cơ hội thì đội khách đã có được hai bàn thắng. Một pha băng lên từ tuyến này. Triệu Việt Hưng đã có một pha dứt điểm khiến cho Nguyên Mạnh không thể có được một pha đổi người cứu thua. 2-0 cho Hoàng Gia Lai. Ở phút thi đấu thứ 45, phút thi đấu chính thức cuối cùng, Hồng Duy đã có một pha xử lý rất hay. Pha xử lý của Triệu Việt Hưng là đầy nhạy cảm và cực kỳ chính xác. Pha xử lý khiến cho Nguyên Mạnh không thể đoán được ý đồ của cầu thủ mang áo số 97. Lực sút bóng của Triệu Việt Hưng là không mạnh, nhưng đường truyền của Khắc Ngọc, bóng dường như đã chạm tay một cầu thủ áo trắng. Thế nhưng trọng tài thì nói không, sẽ chỉ có một quả phạt góc cho câu lạc bộ Viettel. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Bóng dường như đã chạm tay Trọng Sáng. Và dứt điểm của Trọng Hoàng giúp cho câu lạc bộ Viettel có được một quả phạt góc. Vẫn là số 8 bên phía câu lạc bộ Viettel. Cơ hội dứt điểm. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng cho Viettel. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Trọng Hoàng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Những pha bóng thường thấy của Trọng Hoàng, những pha dứt điểm từ rất xa, từ ngoài vòng cấm của cầu thủ mang áo số 8. Quế Hoài đã dâng rất cao. Cơ hội vào! 1-2 cho câu lạc bộ Viettel. Những phút thi đấu cuối trận sẽ rất hấp dẫn với bàn thắng này. Pha băng vào dứt điểm của Veracio. 1-2 cho câu lạc bộ Viettel. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Quế Hoài là người đã có một pha chuyền bóng rất hay. Người ghi bàn là Bruno Cunha. Mười phút cho những nỗ lực của câu lạc bộ Viettel để có thể có được bàn thắng gỡ hòa. Và trong một tình huống lên tham gia tấn công thì Quế Ngọc Hoài đã có một đường chuyền khiến cho Trọng Sáng đá phản. Cơ hội đường chuyền đánh đầu chủ nhà ở những phút thi đấu cuối trận. Trận đấu sẽ rất hấp dẫn ở những phút thi đấu cuối của cuộc so tài ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chờ xem, rất có thể Việt Phong là người đã ghi bàn. Dư Văn Hào là người có đường chuyền quyết định để cho Việt Phong đánh đầu. Một lần nữa Việt Phong đã cho thấy được cái duyên ghi bàn của mình. Pha đánh đầu của Việt Phong là rất chính xác. 2-2. Có tới 4 bàn thắng được ghi trên sân hàng đẫy trong cuộc so tài. Việt Phong đã có được 2 bàn thắng tại mùa giải năm nay. Trọng Hoàng. Cơ hội giữ vào đầu. Hoàng Đức dứt điểm. Không vào. Cơ hội. Một trận đấu rất hay cho Viettel và ban huấn luyện của đội bóng này đã nhảy vào sân ăn mừng. Những phút cuối đầy hấp dẫn, câu lạc bộ Viettel đã vươn lên dẫn trước 3-2. Những phút cuối có thể coi là rất hay của câu lạc bộ Viettel, nhưng thật đáng trách
cho hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai khi mà những sai lầm, đặc biệt là Trọng Sáng, đã khiến cho đội khách phải nhận liên tiếp 3 bàn thua. Thủ thành Văn Trường cũng không thể bắt dính bóng trong một cú dứt điểm có thể nói là không mạnh của Hoàng Đức. Bruno Cunha là người đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Rất bất ngờ. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 28, Nguyễn Văn Anh. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Văn Anh cũng là người được huấn luyện viên Lê Tiểu Hùng tung vào sân trong hiệp 2. Cũng không phải là quá thất vọng với cả hai bên. Đúng lúc này thì trọng tài chính ông Lê Đức Cảnh đã thổi còi kết thúc.